Lâm Vĩ Dạ tức giận dằn mặt anti-fan khi Hari Won bị mỉa mai ăn như bỏ đói mấy ngày. Lâm Vĩ Dạ bức xúc lên tiếng khi Hari Won bị dân mạng chỉ trích ngồi cùng bàn với hoa hậu mà kém sang, ăn như bị bỏ đói. Xuất hiện tại một sự kiện gần đây, Hari Won nhận được nhiều lời khen vì khu thời trang ngày càng sang trọng đẳng cấp. Cô được xếp ngồi cùng bàn với loạt người đẹp đình đám trong làng giải trí Việt như Á hậu Nguyễn Thị Loan, Lệ Hằng. Thế nhưng ngay sau đó, bà xã Trấn Thành bị một số cư dân mạng chỉ trích khi cứ mãi ngồi cặm cụi ăn uống, giữa lúc các mỹ nhân khác đang tạo dáng yêu kiều và trò chuyện cùng nhau. Hành động của nữ ca sĩ bị mỉa mai là kém sang, ăn như bị bỏ đói. Ăn diện lịch lãm sang trọng nhưng Hari Won lại bị soi mói vì ăn kém sang. Một số dân mạng dùng nhiều lời lẽ thiếu tế nhị để nói nữ ca sĩ ăn như bị bỏ đói. Một số mỹ nhân cùng bàn với Hari Won chỉ ngồi e ấp và nói chuyện. Trước nhiều ý kiến chỉ trích hành động của Hari Won, mới đây Lâm Vĩ Dạ bức xúc lên tiếng thanh minh cho đồng nghiệp. Nữ diễn viên hài tức giận đăng tải, bộ nghệ sĩ không phải là con người hả mấy thím. Bả ăn vậy là sang chảnh lắm rồi đó, tôi mà đi tiệc tôi ăn còn tàn sát hơn bả. Ông bà cha ta có câu, ngại là có hại cho bao tử, sống thật mà khỏe, không bệnh tật mấy chế ơi. Lâm Vĩ Dạ lên tiếng bênh vực bà xã Trấn Thành. Dòng trạng thái của Lâm Vĩ Dạ nhanh chóng nhận được rất nhiều sự quan tâm của công chúng. Nhiều người lên tiếng bênh vực bà xã Trấn Thành. Diễn viên Cát Phượng chia sẻ thẳng thắn, cái này vô duyên định luôn á, đói thì ăn, mời đến ăn tiệc mà trời, xung quanh ai cũng ăn mà, nghệ sĩ là thánh hay sao, không thấy đói. Diễn viên Cát Phượng bức xúc khi Hari Won bị chỉ trích khi ăn tiệc. Ngày ấy bây giờ của dàn diễn viên chính Hậu Duệ Mặt Trời phiên bản Việt. Tham gia phiên bản Việt của bộ phim đình đám Hậu Duệ Mặt Trời, dàn diễn viên Song Luân, Khả Ngưng, Hữu Vi, Cao Thái Hà nhận được rất nhiều sự chú ý từ phía công chúng. Song Luân, chàng trai đa tài sở hữu gương mặt và thân hình chuẩn, Sojujin. Sở hữu ngoại hình bắt mắt, tuy nhiên con đường làm nghệ thuật của chàng ca sĩ trẻ sinh năm 1991 chưa để lại dấu ấn đặc biệt trong lòng khán giả. Bắt đầu bước chân vào showbiz bằng con đường ca hát, nhưng lại vấp phải hai lần thất bại tại Giọng Hát Việt 2012 và 2015. Sau khi ca hát không mấy thành công, nam ca sĩ trẻ rẽ hướng sang đóng phim. Trong dự án hợp tác với siêu mẫu Thanh Hằng, vì vào vai phụ nên đức diện của anh chưa được nhiều, thay vào đó điều khiến nam ca sĩ nổi tiếng hơn cả là cảnh khỏa thân nóng bỏng bên đàn chị. Thời điểm đó, cảnh quay táo bạo của cặp đôi xuất hiện tràn lan trên mạng xã hội. Cái tên Song Luân từ đó cũng phổ biến hơn. Sang Lật Mặt 3, nam ca sĩ có nhiều cơ hội để thể hiện khả năng hơn. Trở lại với màn ảnh nhỏ qua bộ phim truyền hình dài tập Hậu Duệ Mặt Trời phiên bản Việt, Song Luân nhận được rất nhiều sự quan tâm của khán giả, sở hữu lợi thế có một gương mặt đẹp và body chuẩn bản gốc. Khán giả mong muốn thấy được sự thay đổi của Song Luân so với những bộ phim trước kia. Song Luân đã thay đổi từ một chàng trai có vóc dáng hơi thư sinh trở thành một người đàn ông gợi cảm. Trong bộ ảnh mới của phim Hậu Duệ Mặt Trời, Song Luân vẫn giữ được phong độ của mình, ánh mắt đầy nội lực, vóc dáng toát lên sự mạnh mẽ, kiên cường của một người lính. Khả Ngân rũ bỏ đời tư thay đổi hình ảnh hot girl. Ở tuổi 15, Khả Ngân bước vào showbiz khi xuất hiện trong nhiều MV và trở thành gương mặt quảng cáo của nhiều nhãn hàng. Cô được yêu thích bởi ngoại hình trong sáng dễ thương. Hình ảnh của cô không chỉ xuất hiện trong các tờ báo trong nước mà còn cả ở nước ngoài. Khả Ngân khi mới bước vào showbiz sở hữu ngoại hình nhỏ nhắn với nước da ngâm và gương mặt không mấy cuốn hút. Năm 2013, cô vướng phải scandal đầu tiên, cư dân mạng phát hiện cô không mặc áo ngực trong một bức ảnh hậu trường, phá vỡ hình ảnh sạch từ trước đến giờ. Năm 2014, từ khóa hot girl, Khả Ngân hẹn hò với thầy giáo U40 được lan truyền một cách rộng rãi, trở thành bão dư luận. Sau đó, việc Khả Ngân bỏ học vào năm 12 cũng khiến nhiều khán giả thất vọng. Đối mặt với mọi chuyện, Khả Ngân vẫn giữ im lặng, được biết cô đã bị trầm cảm trong suốt một khoảng thời gian dài. Sau khoảng thời gian dài vắng bóng, Khả Ngân quay trở lại với một hình ảnh mới táo bạo sexy hơn. Quay lại với khán giả qua vai nữ chính trong Hậu Duệ Mặt Trời phiên bản Việt, Khả Ngân quyết định từ bỏ hình ảnh một hot girl với nhiều tai tiếng để hoạt động nghệ thuật nghiêm túc và cho khán giả thấy những cố gắng của mình. Khả Ngân xuất hiện với hình ảnh đầy nữ tính trong bộ ảnh mới của phim Hậu Duệ Mặt Trời. Hữu Vi, chàng người mẫu điển trai trong showbiz Việt. Bước chân vào showbiz với hình ảnh chàng mẫu sở hữu gương mặt điển trai dáng vẻ thư sinh, giúp Hữu Vi thu hút rất nhiều fan nữ. Hữu Vi từng sở hữu ngoại hình khá lép so với lớp mẫu teen ngày đó, phong cách cũng đậm chất thư sinh dễ thương. Sau khi đoạt ngôi Á Vương Mr. Global 2014, Hữu Vi trở thành gương mặt sáng giá trong làng mốt. Không dừng lại ở đó, anh còn tham gia vào lĩnh vực diễn xuất qua một số bộ phim và khách mời MV ca nhạc.
Đặc biệt, anh còn giữ vai trò là host của chương trình The Face năm 2017, thay cho siêu mẫu Vĩnh Thụy. Hữu Vi đã làm khán giả bất ngờ khi quay trở lại với hình ảnh đầy sự nam tính, với body chuẩn 6 múi và gương mặt đầy sự quyến rũ. Với sự xuất hiện lần này trong Hậu Duệ Mặt Trời, Hữu Vi vào vai Thượng sĩ Bảo Huy, một người lính can đảm mạnh mẽ nhưng cũng có nhiều nét đáng yêu tinh nghịch. Vai diễn hứa hẹn sẽ thể hiện sự trưởng thành của Hữu Vi so với hình ảnh thư sinh hay lãng tử mà anh từng thể hiện trước kia. Cao Thái Hà, người đẹp không ngần ngại thừa nhận giao kéo. Khi được lựa chọn vào vai Trung úy Minh Ngọc, Cao Thái Hà khiến khán giả nhẹ nhõm phần nào bởi khả năng diễn xuất trong những bộ phim trước đây. Trong phim, Trung úy Minh Ngọc là một người lính mạnh mẽ, can đảm nhưng lại có lúc yếu lòng khi đứng trước một người đàn ông. Thời điểm mới vào nghề, cô loay hoay giữa một trường diễn viên trẻ để tìm được chỗ đứng cho mình. Cô chứng minh thực lực của mình qua nhiều vai diễn gây ấn tượng với khán giả. Cô cũng khiến cư dân mạng xôn xao về ngoại hình khác xa lúc trước. Cao Thái Hà không ngần ngại thừa nhận việc phẫu thuật thẩm mỹ. Cô cho hay, bản thân vốn không tự tin với ngoại hình cũ nên quyết định thay đổi nhờ giao kéo. Không thể phủ nhận rằng sau khi có một gương mặt khả ái hơn, Cao Thái Hà nhanh chóng được sự chú ý nhiều hơn. Mặc dù tạo nên làn sóng ý kiến trái chiều trong công chúng, nhưng đây cũng là một tín hiệu đáng mừng cho ekip thực hiện Hậu Duệ Mặt Trời phiên bản Việt. Khi người hâm mộ Việt Nam đã chú ý đến bộ phim, ngay từ những ngày đầu, công chúng đang rất háo hức chờ đón những gì mà các diễn viên sẽ thể hiện trong bộ phim. Ngoài ngoại hình được đánh giá cao. Trước khi quay clip mắng đàn em gay gắt, Việt Hương từng làm việc chung với Huỳnh Anh, ăn ý như thế này. Từng làm việc chung với nhau, nhưng một năm sau Việt Hương lại đăng đàn mắng Huỳnh Anh khiến ai cũng bất ngờ. Hai ngày qua, khán giả khắp nơi xôn xao khi nữ nghệ sĩ Việt Hương đăng tải đoạn clip với nội dung chỉ trích một nam diễn viên đến đoàn quay trễ. Ngay sau đoạn clip này, khán giả cũng nhanh chóng tìm ra danh tính của nhân vật mà cô muốn nhắc đến. Không ai khác chính là diễn viên Huỳnh Anh. Sống ở đời phải biết điều, cái gì không biết thì được chứ không biết điều là không thể sống trên thế gian này được. Ông trời cho đẹp thôi, chứ cái tâm cái đức nó phát ra mặt mới giữ được hoài. Chứ một thời gian thành sủ nhi cũng không ai thèm mời hết. Đẹp rồi thì phải làm ơn, phải giỏi. Giỏi rồi cũng phải biết làm sao cho tốt hơn, Việt Hương bức xúc. Việt Hương không thể kiềm chế cảm xúc khi Huỳnh Anh đến đoàn quay trễ, phải để ekip cả trăm người đợi chờ. Đây không phải lần đầu tiên nam diễn viên trẻ và đàn chị cùng hợp tác chung. Cách đây khoảng một năm, khi anh và Hoàng Oanh còn hẹn hò, cả hai đã cùng chơi game show Đàn Ông Phải Thế, chương trình này do Việt Hương và Trấn Thành làm MC. Xuyên suốt cuộc chơi, Việt Hương cũng khá thân thiện với Huỳnh Anh, cô liên tiếp nhắc tên nam diễn viên trong các phần thi. Nữ nghệ sĩ cũng có những lần cổ vũ trêu ghẹo Huỳnh Anh trong lúc anh thực hiện các thử thách, chẳng ai ngờ rằng một năm sau đó, sự việc đáng tiếc giờ lại xảy ra. Đứng trước sự cố này, Huỳnh Anh cũng đã nhanh chóng lên tiếng nhận phần lỗi về mình. Anh bộc bạch, Huỳnh Anh cúi đầu xin lỗi với các anh chị em trong ekip, các bậc đàn anh đàn chị như nghệ sĩ Hoàng Sơn, nghệ sĩ Việt Hương và nhất là với người đã có lời mời Huỳnh Anh tham gia game show này. Huỳnh Anh sẽ nghiêm túc kỷ luật bản thân để sự việc này không còn xảy ra nữa. Lần đầu tiên nhìn thấy Lâm Khánh Chi thay đồ trước mặt mình, mẹ chồng nói một câu khó tưởng tượng. Tham gia chương trình Mẹ Chồng Nàng Dâu, mẹ chồng Lâm Khánh Chi cho biết gia đình bà bị kỳ thị khi cho con trai cưới người chuyển giới. Mẹ chồng Lâm Khánh Chi tủi thân vì bị điều tiếng khi cho con trai cưới người chuyển giới. Xuất hiện trong Mẹ Chồng Nàng Dâu tập 70, mẹ chồng Lâm Khánh Chi đã có những chia sẻ về cuộc sống, gia đình sau khi cho con trai kết hôn với người chuyển giới. Ngồi cạnh bên mình, Khánh Chi không giấu được niềm hạnh phúc khi nghe mẹ chồng liên tục dành nhiều lời khen ngợi cho con dâu của mình. Mẹ chồng Khánh Chi tâm sự, những lời bàn tán ra vào hàng xóm xung quanh đã xuất hiện từ khi Ken, chồng Khánh Chi yêu nữ ca sĩ. Vì cho con trai cưới Khánh Chi nên gia đình chồng cô phải chịu nhiều điều tiếng. Người ta nói gia đình cho con trai lấy Khánh Chi vì tiền vì của, muốn vào showbiz, mẹ chồng cô chia sẻ. Đã có những đêm bà rất tủi thân, nhưng vì yêu thương con trai và chỉ mong muốn con được hạnh phúc, cả hai vợ chồng chỉ biết im lặng chịu đựng. Mặc dù thương con là thế, nhưng mẹ chồng Khánh Chi cũng không dễ chấp nhận tình cảnh của cô nàng. Dù suy nghĩ thoáng hay hiện đại đến mấy thì mẹ chồng nào cũng băn khoăn. Khi con mình kết hôn với người chuyển giới, bà tha thiết muốn có một người cháu nói giỏi.
Nhưng may mắn thay, ba chồng Khánh Chi đã rất thông cảm và không hề bị dao động bởi những điều bàn tán. Ông an ủi, cứ coi như con mình kết hôn với một người con gái bình thường nhưng bị vô sinh thôi. Suy nghĩ của mẹ chồng chỉ thật sự thay đổi sau khi Khánh Chi công bố đoạn clip chuyện giới ở Thái Lan. Xem xong đoạn clip này, mẹ chồng nữ ca sĩ khâm phục và rung động trước sự quyết tâm và khát khao muốn trở thành một người phụ nữ bình thường của con dâu. Mẹ cô nhận ra rằng Khánh Chi cũng chỉ là một người phụ nữ đáng thương. Trước hôn lễ của Ken và Chi, ba mẹ chồng cô phải đến từng nhà để mời dự hôn lễ. Vẫn có người niềm nở đón nhận và chúc phúc cho cặp đôi. Nhưng cũng không thiếu người lại kỳ thị ra mặt, nghĩ sao cho con trai mình kết hôn với người chuyển giới vậy, mẹ Khánh Chi kể lại. Đáp trả lại những lời miệt thị này, bố chồng Khánh Chi nói với con dâu, đám cưới mời, ai muốn đi thì đi, không đi thì thôi bố không cần. Lâm Khánh Chi chia sẻ, sau khi kết hôn, bố mẹ chồng cũng không bắt cô làm việc nhà. Nhưng cô vẫn phụ gia đình chồng những việc lặt vặt trong nhà. Từ khi cưới nhau, Khánh Chi thật sự rất sướng. Mình không làm dâu, tại vì tôi đi hát ở xa, ở Sài Gòn nên bố mẹ rất thông cảm. Tôi cũng sướng vì được bố mẹ thương. Khi về nhà chơi, bố mẹ không cho làm gì hết. Chỉ phụ bưng chén, bưng dĩa hay nấu nước, Khánh Chi hạnh phúc nói. Nữ ca sĩ cho biết cô thân với mẹ chồng hơn mẹ ruột của mình. Mẹ ruột gặp thường xuyên nên liên lạc bằng điện thoại tin nhắn ít. Còn với mẹ chồng thì ở xa nhau nên Khánh Chi và mẹ chồng thường nhắn tin suốt ngày. Có chuyện gì hai mẹ con đều thì thầm mùa xuân với nhau, Khánh Chi nói. Mẹ chồng Khánh Chi cho biết khi mới cưới cô về bà khá tò mò về ngoại hình bên trong của con dâu. Nhận xét về ngoại hình của Khánh Chi trong lần tự tay thay đồ cho con dâu, mẹ chồng của cô nói. Tôi không thể tưởng tượng được một người phụ nữ như Khánh Chi, nếu là con gái bình thường cũng không thể nào đẹp được như Khánh Chi. Nói về vấn đề sức khỏe của mình, Khánh Chi tiết lộ vì mình là người chuyển giới nên cô bị mất khoảng 10 đến 15 năm tuổi thọ. Chính vì điều này, mẹ chồng nữ ca sĩ chỉ mong muốn con dâu giữ gìn sức khỏe để sống lâu với bố mẹ và con trai của mình.